Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Hạnh. Mình là Hiền. Chúng mình đến từ công an huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Hôm nay, chúng mình sẽ giới thiệu đến các bạn cuốn sách Đừng lựa chọn an nhàn khi còn trẻ của tác giả Cảnh Thiên. Không thể phủ nhận rằng sách là sản phẩm của xã hội văn minh và hiện đại. Đọc sách có thể trở thành một nguồn thúc đẩy lớn giúp bạn đi tới con đường đúng đắn. Đọc sách khiến cho con người ta sống chậm lại, đi khác đi và yêu thương nhiều hơn. Có một tác giả đã từng viết: nếu bạn lựa chọn an nhàn trong 10 năm, tương lai sẽ buộc bạn phải vất vả 50 năm để bù đắp lại. Nếu bạn luôn trải vất vả trong 10 năm, chắc chắn bạn sẽ thu được 50 năm hạnh phúc. Để nói, điều quý giá nhất không phải là tiền bạc mà là thời gian. Đừng lựa chọn cuộc sống an nhàn trong những năm tháng cần sự phấn đấu. Nhân khi còn ở độ tuổi thanh xuân, với sự nhiệt tình, năng động và những bài học thất bại, hãy bước về phía trước, xây dựng một cuộc đời khác biệt. Đó là những lời hay, ý đẹp trong cuốn sách Đừng lựa chọn an nhàn khi còn trẻ của tác giả Cảnh Thiên. Và đây cũng chính là cuốn sách mà chúng tôi muốn giới thiệu tới các bạn. Chúng tôi gặp nhau trước tiên là chung một niềm đam mê với sách. Sau này, chúng tôi cùng nhau yêu thích cuốn sách Đừng lựa chọn an nhàn khi còn trẻ của tác giả Cảnh Thiên. Đây là một trong những cuốn sách có thể giúp truyền cảm hứng và động lực sống cho người đọc một cách nhẹ nhàng, sâu sắc. Phần 1 của cuốn sách có nội dung: tài năng khổ luyện mà thành mới là đạo lý đích thực. Bạn luôn luôn ngưỡng mộ những người thành công, giàu có, mà thậm chí bạn thầm nghĩ: giá như mình sinh ra trong một gia đình giàu có thì tốt biết mấy. Giá như mình sinh ra đã giỏi. Hàng vạn từ giá như nối tiếp trong đầu bạn, nhưng có bao giờ bạn bắt tay vào thực hiện không? Những ngày tháng đẹp đẽ nhất mà các nhân vật thành công thường nhắc đến, kỳ thực đều là những ngày tháng khổ sở nhất của họ. Bởi những ngày tháng khốn khó đó thực sự đã trở thành nền móng thành công trong tương lai. Dựa vào gì mà bạn nói rằng không bỏ ra một chút sức lực gì mà vẫn có thể thành công? Có người từng nói, chúng ta ở hiện tại thực ra đều là sự chấp phá của bản thân trong quá khứ. Những thành công của bạn, những thất bại của bạn, những giọt nước mắt hay những nụ cười, thực ra tất cả vẫn luôn ở đây và không ngừng diễn tiến. Bạn tính chôn vùi tuổi trẻ theo sự an nhàn hay sao? Sai lầm lớn nhất của chúng ta là tự mình nghĩ rằng bản thân có rất nhiều thời gian. Thời gian là vô hạn nhưng nó là vô giá. Không có một cái giá nào đủ trả để bạn có thêm thời gian. Trên thời gian không nơi nào bán thuốc hối hận cả. Tôi tin rằng cho dù làm công việc nào, vị trí nào, chỉ cần được làm điều mình thích thì nhất định chúng ta sẽ vui vẻ. Đây chính là ý nghĩa của sự nỗ lực. Ngược lại, nếu phải cố gắng vì thứ mà bạn không muốn thì bạn sẽ không thể nào cảm thấy vui vẻ. Đừng lựa chọn an nhàn khi đang ở độ tuổi cần sự phấn đấu. Bởi như vậy, cuộc sống của bạn sẽ trở nên vô vọng. Bạn sẽ hoài nghi những ý nghĩa của sự nỗ lực. Chúng ta luôn nhìn thấy và ngưỡng mộ những người thành công với lớp vỏ hào nhoáng của họ mà không biết rằng họ đã chịu những thất bại, những khó khăn, gian khổ ra sao. Bạn cho đi những gì thì bạn sẽ gặt hái được nhiều thành quả ngọt ngào gấp mấy lần như vậy. Chỉ có sự cố gắng mãi là tiêu chuẩn để bạn đạt được thành công mà thôi. Phần 3 của cuốn sách có nội dung: điều khiến người khác chê cười không phải là ước mơ của bạn mà là thực lực của bạn. Tôi thực sự thích câu nói: nếu chưa từng điên cuồng vì ước mơ của mình, bạn đã phụ thanh xuân mất rồi. Chỉ cần nỗ lực, bạn có thể hoàn thành ước mơ của mình, trở thành anh hùng của chính mình. Cuộc đời này mới không phải nếm trải sự hối tiếc. Trên chặng đường thực hiện giấc mơ, không phải ai cũng vượt qua được những vấp váp và thất bại. Thế nên, bạn và ước mơ cứ mãi đi ngược chiều nhau. Ai cũng đều đứng trước vạch xuất phát mang tên tuổi trẻ, nhưng có người thành công, có kẻ thất bại. Chỉ khác nhau ở chỗ có vượt qua được vấp váp hay không. Khi bạn đang phí hoài thời gian, biết bao người nỗ lực phấn đấu. Sinh mệnh ai cũng chỉ có một, mỗi ngày ai cũng chỉ có 24 giờ. Để ngày hôm nay trôi đi hoài phí, chẳng khách nào xé bỏ trang quan trọng nhất của cuộc đời. Mỗi người từ thời khắc sinh ra đã bắt đầu phải chạy đua với thời gian rồi. Ai cũng nói rằng thời gian trôi đi quá nhanh, không thể nào bắt kịp. Thực ra bởi bạn chạy quá chậm mà thôi. Hãy nhìn những người bạn thân và bạn học đã cùng bạn lớn lên từ nhỏ, mới biết những năm qua bạn đã nỗ lực hay chưa. Câu chuyện thỏ và rùa cho chúng ta hiểu được rằng thông minh hay ngu dốt không phải là điều kiện tiên quyết
để dẫn đến thành công. Chỉ có sự kiên trì cùng với sự nắm bắt thời gian mới có thể giúp ta chiến thắng ván cờ cuộc đời. Phần 5 của cuốn sách có nội dung cải sửa bản thân không bao giờ là quá trễ. Những điều đẹp đẽ không phải do thời gian ban tặng cho bạn, mà là bạn ban tặng cho thời gian. Nhờ có bạn, thời gian trở nên đẹp đẽ. Bản thân bạn nếu không phấn đấu, không nỗ lực, không nghiêm túc dệt nên những điều đẹp đẽ đó, thì sự đẹp đẽ sẽ không bao giờ tự tìm đến bạn. Dám khiêu chiến với những khuyết điểm của bản thân, chúng ta không những mạnh mẽ hơn mà còn có thể biến thiếu sót thành ưu thế. Không vì những thiếu sót đó mà từ bỏ niềm tin để đạt được thành công của mình. Phần 6 của cuốn sách có nội dung ngước nhìn trời sao trưởng thành cô độc. Hưởng thụ sự cô độc không phải là cắt đứt mọi sự giao tiếp, không phải là trốn vào một góc, mà là học được cách tĩnh lặng trong xô bồ, tìm về khoảng không yên tĩnh thuộc về mình giữa cuộc sống vội vã. Có ai đó từng nói rằng sự giao tiếp với người khác là một dạng năng lực. Thực ra, hưởng thụ sự cô độc cũng là một dạng năng lực. Trong cô độc, chúng ta có thể tìm được phiên bản chân thực nhất của bản thân. Chúng ta trưởng thành vững mạnh và thấu tỏ ý nghĩa thực sự của cuộc đời. Phần 7 của cuốn sách có nội dung nỗ lực, kiên cường, sống một cuộc đời như ý nguyện. Trên thế giới này, đại đa số chúng ta đều là những người bình thường. Nhưng cho dù chỉ là những người bình thường, chúng ta cũng có quyền được sống cuộc sống của mình, xây dựng nên thế giới thuộc về mình. Chỉ khi bắt đầu nỗ lực ngay từ giây phút này, thì giây phút tiếp theo chúng ta mới không phải như vất vả như vậy nữa. Nếu giây phút này vẫn chưa bắt đầu, thì giây phút tiếp theo sẽ chẳng bao giờ đến. Dù tôi không biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng tôi biết rằng hành động có thể quyết định đến tương lai của bạn. Phần 8 của cuốn sách có nội dung không giữ nổi thanh xuân, chúng ta vẫn có thể trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân. Mỗi chúng ta, bất luận là ai, cũng đều hiểu rằng ý nghĩa của việc sống trên đời không phải chỉ là để tìm kiếm tình yêu, mà là tìm kiếm phiên bản tốt nhất của chính mình. Như vậy, tình yêu sẽ tự tìm đến với chúng ta. Con đường đi đến thành công có vô số trở ngại và khó khăn. Hấp tấp muốn mau chóng thành công rất dễ khiến chúng ta đi vào mê lộ. Thanh xuân là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất trong đời, cũng là những năm tháng then chốt có thể quyết định tương lai của một người. Nếu bạn lựa chọn an nhàn trong 10 năm, tương lai sẽ buộc bạn phải vất vả trong 50 năm để bù đắp lại. Nếu bạn bươn chải vất vả trong 10 năm, thứ mà bạn chắc chắn có được là 50 năm hạnh phúc. Điều quý giá nhất không phải là tiền bạc, mà là thời gian. Thế nên, đừng chọn an nhàn khi còn trẻ, các bạn nhé. Hy vọng cuốn sách mà chúng mình giới thiệu đến các bạn sẽ mang lại cho các bạn nhiều điều bổ ích trong cuộc sống.